Mình giới thiệu bạn đây, hôm nay mình thiếu đây là con cá hố hay còn gọi là con cá kiếm. Đây, thân mình nó dài này. Vì thân mình dài, đó đuôi đó. Đây. Vì mỏ nó nhọn này, miệng nó nhọn. Rồi thân nó dài giống con kiếm, người ta gọi là cá kiếm. Đấy, mình còn gọi là cá hố. Đây, cá hố hay còn gọi là cá kiếm này nó có hai loại. Một loại mắt trắng này, hai là loại mắt vàng. Đây, hôm nay mình có con cá mắt trắng. Cá này thì ăn rất là ngon. Ngon ở chỗ là mình nướng lên mình ăn, hoặc là hấp, cắt khúc nướng hoặc cắt khúc hấp. Nướng với sốt cà chua hoặc nướng ăn tại chỗ. Cái tùy theo từng người, hoặc là có người thì ăn chiên thì ngon hết. Đây, làm cái lột cái này, lột cái này bay hết xương đông rồi. Đây, nhìn em nó đây. Đây. Nhìn nhóm cái kiếm chưa? Đó, kiếm nhân công này nó. Đây, nhóm kiếm này. Đây. Đây là con cá hố hay còn gọi là con cá kiếm này, giống hình con giống cái kiếm. Kiếm nhật đấy. Đây. Đó. Cái này nó không có vảy, cá này này dùng da trơn, không có vảy. Chỉ có vây thôi. Miếng ăn này. Bụng nằm đây này. Cá này lưu ý là nó rất dễ với phèo bụng nha. Đây. Sơ nó phèo bụng ở đây này. Đó. Đây, mình da trơn. Đó. Đuôi này. Đây. Bỏ đuôi đi. Sốt cà chua. Chiên, hấp, nướng. Đều ngon hết. Cá này ăn thịt béo lắm. Không có xương nha. Cá này mà những người ăn không thích ăn xương, cá này chỉ có một loại xương ở giữa, xương thân này giữa thôi. Nên lúc mình làm mình cầm mình lột mình kéo mình đi. Mình kéo nó đi luôn. Đây. Lớp không có, nó không có vảy. Da trơn. Đây. Để về chỉ việc về cắt lát ra. Xong rồi rửa qua xong rồi mình nướng hoặc mình bỏ mình chả mình chiên. Nướng sốt cà chua, chiên không chút cà chua được, hoặc là bỏ hấp. Vì mọi người sở thích khẩu đường ở miền trong mình thấy hào hay ăn hấp, ở miền ngoài họ thích nướng với chiên, và nướng ở tại chỗ hoặc chiên chấm mắm chấm muối hoặc là sốt cà chua ăn đi tùy. Cá này thì đa số họ chỉ đem xuất khẩu qua Móng Cái thôi, chứ họ không không có đem ở bán ở ngoài thị trường vì giá nó cao. Đây, nhìn nó cuốn này. Chưa.